Trả lái đi, quay lại để đâm vào trong góc kia đi xem nào. Hay là để em sắn lái nhá, được không? Đặt xuống. Rồi, lái đi. Em ấn chân vào đây. Mặt. Không đâu. Lại muốn anh lái hộ à? Công chúa phải biết lái xe chứ đấy, công chúa không biết lái xe à? Hả? Công chúa lái xe bố xe nào? Công chúa có biết lái xe không? Em lái đi, em giẫm chân đi. Lùi, giẫm chân. Đúng rồi, giẫm chân đi. Giẫm chân. Giẫm mạnh vào. Ngồi sát lên. Ngồi lùi lên. Đúng rồi, giẫm mạnh vào. Nào, giẫm mạnh vào nào. Đây con ngồi hẳn ra đây. Đấy, nào, giẫm mạnh đi. Giẫm đi. Giẫm. Đấy, giỏi lắm, giẫm mạnh vào. Ôi, mạnh con muốn quay. Thôi được rồi, để em đi đã. Đi. Ấn đi con. Giẫm mạnh lên con. Điệu lắm. Đâm. Con lùi hết vào trong góc trong kìa, tiến lên đã, xong xế lại này. Tiến thôi, cẩn thận đừng đâm nhiều thế nó hỏng con. Con lùi đuôi vào. Rồi. Tiến vào trong đi. Thôi đâm vào bao tải đấy. Ủa, bao tải là cái gì đấy? Cát đấy, lùi đi con, lùi ra đây xem nào. Đấy, em sẵn có muốn đi cho anh không? Không, con sợ mình đâm vào em. Đấy, mình ngồi lại đâm vào nhá. Đâm thì nó hỏng hết cả cái nồi áp suất của bố đấy. Nhà sắn nhà. Quạt trần Iron Man đây. Lâu lắm nhìn thấy quạt trần Iron Man đây. Nhanh lên. Ủa, mình mua quần trần tiếp sân rồi. Mình sân này một quần.
Hello. À, sắn đếm bằng đen xem nào, từ 1 đến 10 xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sắn đếm như thế nào? Nào. Nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nói đi, nói cho anh đi. Ít là cái thứ. Bí ngô mà hư cục. À, bí ngô hư nha.